Xin ra mời quý vị và các bạn thăm sân vườn nhà anh Nguyễn Di An ở Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Đợt này thì anh An cũng mới cho về vườn rất nhiều những cây đẹp. Quý vị và các bạn tham quan sau đó sẽ tham khảo giá một số cây. Cây đầu tiên muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn là một cây nguyệt quế. Cây này thì rất là tuyệt vời rồi. Lùn lực. Rất là côn cây. Nhìn phía trên rất là côn này. Một cây nguyệt quế rất là tuyệt vời luôn. Cây nguyệt quế này là cây nguyệt quế rất là nhiều hoa. Hiện tại thì nó đã rụng một loạt hoa. Bây giờ nó đang ra rất là nhiều nụ này. Những chùm nụ li ti của nó này. Lá nhỏ bông chùm và siêu hoa chứ ạ. Hôm trước vừa nở xong. Nụ nhỏ của nó này. Lá rất là nhỏ đẹp này. Như anh An nói, đây là loại lá nhỏ, bông chùm và siêu hoa. Nó ra một đợt hoa, một đợt lá, xong rồi ra một đợt hoa, nối tiếp nhau. Nhìn rất đã như cây này. Quay kỹ cho các bác xem. Giá cây này là 16 triệu, mã số là 201 các bác nhé. Thông số của cây này. Điện thoại của chủ vườn này. Và cây nguyệt quế này cũng là hàng mịn, cũng chỉ việc chơi, không phải uốn tỉa thêm gì nữa. Đây là một cây linh sam. Cây này đang ra hoa này. Đây, nó đang rồm quá. Cắt chắc rồi. Cái này tỉa bớt những cái cành thừa này đi trồng lại nè, đẹp biển rất là nhiều này. Thông số của cây này. Siêu hoa. Xanh này. Kim sa tùng, cây đang ra hoa này nhỏ, li ti rất là đẹp này. Cái này cũng rất là già cây. Cái đấy là báo ra 3 triệu luôn. 3 triệu cây kim sa tùng này. Hoa giấy, thân lũa. Màu tím Huế chú nhé. Tím Huế. Bác nào thích chơi thân lũa thì mang cái này về. Hoa giấy gọi là dáng liễu. Cành của nó rủ xuống này. Đây là cây phi lao.
tổng thể cây đẹp, đường chạy rất là hay này. Chuyển hướng ngay từ góc này lên này, bên đây là chuyển hướng đột ngột này, nhìn cũng rất là độc đáo, những cái đường chuyển như này, này rất là hay này. Và trong cây phi lao này, nếu bác nào giàu trí tưởng tượng thì có thể tưởng tượng đây là một cái con rồng, con rồng cái đầu của nó ở dưới này, đây là chuồn vui các bác nhé, lao đầu xuống này, xong lại ngóc ngược trở lại này. Cây phi lao này bao tiền này nhà nhỉ? 15 triệu luôn ạ. Đó là khá là cao và to. Cái này cũng mịn, chỉ được chơi. Vâng, không phải làm thêm. Có đợi cái này dầm ra cắt tròn rồi. Cái này nhìn chiều nào đẹp. Nhìn chiều này đẹp. Tay cảnh rất là mềm mại. Đây là cái si dáng thác đổ, chọn đẹp. Lá rồi cái nhìn nó không thấy tay cảnh quá. Cái này chịu khó tỉa nhiều lần, lá nó nhỏ thì nhìn nó trơ cái thân ra thì còn đẹp nữa nhỉ. Yeah. Cái này báo giá là bao nhiêu anh ăn nhỉ? Cái này 12 triệu đúng không ạ? Nhưng mà phải cắt tỉa ra mới nhìn thấy, chứ bây giờ nhìn nó cứ tối quá. Si này. Cái này nhỏ nhưng khá già các bác nhé. Trên là cái si này. Cái gần để bác xem này. Cây này là ba thân, tổng thể đẹp. Các bác cần so sánh một chút này, trên gang một chút này. Cây này bao tiền anh ăn? Đấy, 3 triệu 2 ạ. Cây là cũng già cây, dáng đẹp. Sam núi. Gốc xù xì này, bộ tán đó, ấm tán đẹp. Nhưng mà phải tỉa hết rồi. Cái này thì bao nhiêu nhỉ? Cái này 2 triệu rưỡi chú ạ. Chứ cho bác 3 triệu, mẹ cho bác 2 triệu rưỡi. Nó giảm giá 500 nghìn cái này. Nhưng mà phải cắt chậm lại. Xì xì trắng chú ạ. Đây là tượng men dạn ý. Men dạn già cổ này, nhìn rất là đẹp. Tác phẩm này thì bao nhiêu tiền này ạ? 1,8 triệu ạ. 8. Đây là kim quýt. Kim quýt dáng siêu. Cái này cũng cơ bản, cũng ổn, cũng chỉ được chơi. Cái này nhìn hai chiều chỗ nào đẹp. Cái này bao nhiêu tiền anh ạ? 3 triệu đúng không ạ? Chu vi của gốc là trên gang các bác nhé. Kim quýt đây.
thông số cây này. Chỗ nhỏ này cũng phải một gang này. Đây là cây túc. Cây túc lúc nó ra lá non nó rất là đẹp. Cây này cũng khá là côn cây. Gốc đẹp. Đóng cây canh đẹp lắm. Cây là năm tán. Chia đều cho các phía. Ấm tán đẹp. Chân đệ đẹp. Cây thúc này bao tiền này hàng ngày? Cho bao giá 7 triệu ạ. 7 triệu cây thúc này. Cái này cũng khá già. À, nhìn nó ở trên cuốn. Xanh. Cây này bao tiền anh ạ? 5 triệu luôn ạ. 5 triệu cây xanh nha. Cái này nhỏ nhưng mà già nhỉ? Cây xanh nỉ van. Sâm hương dáng sâm siêu. Đây là hai cây chôm trên một quả núi. Chứ không phải là một cây ạ. Hàng siêu nhưng mà là chủ vườn cũng nhận định là hai cây mà ghép. Nói thật luôn các bác. Tổng thể coi thì đẹp. Cây này ra thêm cái lá cái đó ấm tán cái nhìn nó đẹp, cơ bản cốt cây cũng ổn để chơi. Hôm qua nó vừa cắt chậm nó để mà cho nó tạo mùi gần mà. Cái lá nó ra đủ cái nó ấm tán thì nhìn nó rất đẹp. Vâng,